Terrieri. Sáng dở quá. Tại vì nó hơn cái cục bát hết bên rồi. Nó cái này thịt kho tàu á. Kho cái nồi bắp cái con. Trời ơi. Nó mặn nó mềm quá. Tại vì bát nó bị hư bên rồi. Bên ngoài rất là giòn mà bên đi không à. Xoài đẹp với lại trứng cút, trà bông, mỡ hành. Về khách sạn đặt chân tay.
ta đi gặp nhau. Lại. Lại thôi. Me. 영사관도 가고 출입국 사무소도 가서 이제 비자는 24일 출국하는 전날에 나오는데요. 5일? 6일 정도 동안 계속 잠을 못 잤어요. 잠을 진짜 못 자가지고 20분 있다가 벤탄시장에서 또 촬영을 해야 돼가지고 가보도록 하겠습니다. 왔어. 여 왔어. 너가 뭐인 걸? 라고 할 건가? 너 뭐 뭐가 뭐야? 혹시 거 삼각형? 있었어. 니마 뭐야 봉마? 아, 컵마. 라고. 무슨 냄짜요? 그 so với lần trước mình gặp nhau thì hai người đều ôm nhau nên là hai người coi như là thành công hơn năm trước. Đi lần đi đâu? Bây giờ hả? Bây giờ chắc là đi phố đi bộ. Mình phố đi bộ. Không phải là chợ Bến Thành hả? Không, chợ Bến Thành là chắc là sao? Bây giờ thì mình sẽ qua phố đi bộ. Cái chỗ căn hộ mà bán toàn là cà phê không? Cái chỗ đó. Biết. Pha Ha Sa, gần Pha Ha Sa đó. Gần Pha Ha Sa. Nhà sách Pha Ha Sa. Đúng rồi. Đây thì chị Cherry Harry mới làm sách để tiếng Hàn đúng không? Đúng rồi. Wow. Có nghĩa là người Việt Nam nào mà muốn qua du lịch ở Hàn Quốc mà không biết nói tiếng Hàn như thế nào thì nói tiếng mua sách của chị Cherry Harry đúng không? Đúng rồi. Ok. Mình sẽ ủng hộ nhé. Ok. 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 Sáng tạo từ não của chị Cherry Harry. Bây giờ Harry ở King BBQ. Wilshi. Cái con má mình sẽ về nhà. Đúng rồi. Nói chung là lúc mà mình quay chương trình này thì mình không thấy nói chuyện cũng không nhiều, nói chuyện rất là thoải mái. Đúng rồi. Mà mình thấy mệt mỏi vì là mình còn thời gian rồi đứng nhiều rồi, nói chung là đau lưng, đau chân. Hơi mệt mỏi. Mệt mỏi. Mình sẽ ăn thịt bò. Cho nên là không xa. May mắn là hết bán thịt heo rồi nên là đúng rồi. Bắt buộc phải ăn. Yeah. Sườn BBQ. Sườn BBQ. Gọi là sườn bò tươi nướng. Ngon không ạ? Unbelievable. Hết rồi. Sầu thảo. Này cũng là thịt bò này. Trang tiếp theo cũng là thịt bò luôn. Camera. Sau đó là thêm lấy sườn bò không xương thịt thẳng. 100g luôn ạ. Mọi người ơi, quay xong rồi. Ok, quay xong rồi. Thật hôm nay có chị Cherry Harry là cho nên là hôm nay mình đỡ mệt chứ. Nếu mà người khác quay thì chắc là mệt lắm rồi đấy. À, nói dối quá. Ok, bây giờ là 8:10 rồi, chúng ta đã quay xong rồi đấy. Wow. Nhưng mà thật sự là em thấy rất là ok và không có mệt mỏi như là trước. Trước là em quay với người lại thì mệt lắm, mà hôm nay có chị Cherry Harry nên là không có mệt mỏi gì cả. Vui cả ngày. Kết thúc clip rồi hả chị? À đúng rồi. Ok, thì mọi người nhớ Tết vui vẻ và nhớ mọi người ủng hộ sắc của chị Cherry Harry. Các bạn học tiếng Hàn tốt nha mọi người. Và các bạn đừng quên subscribe của UCTV nữa. Đúng rồi. Chúng ta sẽ chúc em một hát kia bài gì mà. Chờ hát nào, chúc em hát kia. Hát chào, chúc em hát kia. Hát chào. Ok, mọi người đừng quên thích và subscribe. Anh nhung. Bye. Cảm ơn. Cảm ơn. Chúng ta hỏi tiếp tục quay video. Đúng rồi, quay video. Không có tấm mà tôi ạ. À, hấp bao tờ. Một lần nữa nha. Lần nữa.
Lesbis 마 chỗ nên người ta quay khó lắm luôn á. Khó lắm rồi, vất vả lắm. Đây. Chào các bạn. 1 2 3. Nhìn tôi xuống nè, ở đâu đó nghe cả bụi chín anh nè. 바보처럼 참지 못하고 널 부르고.